sau vòng bán kết của giải bóng đá U19 quốc gia đang diễn ra tại Huế, U19 Sông Lam Nghệ An đã chính thức dừng bước ở vị trí đồng hạng 3. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã để lại ấn tượng đẹp với lối chơi máu lửa kiên cường. Ở một hướng khác, cổ động viên Nghệ An cũng ghi điểm khi trận nào cũng đến sân đông đảo để cổ vũ cho đội bóng trẻ quê hương. Họ nhuộm vàng khán đài tự do, băng rôn, khăn cổ động rất bài bản. Bọn em là những người có sự nghề xa quê, thì khi mà có đội bóng quê nhà vào đấy thì là chúng em được đi cổ vũ là niềm tự hào, đó là bản sắc của quê hương bọn em. Và bọn em sẽ cùng tất cả mọi người có sinh sống và học tập tại Huế sẽ tập trung nhau lại, và nhờ đấy thì có thể gây lên tinh thần kể từ những người bản sắc quê. Cái cách tập trung mọi người ngày hôm nay lại như thế nào bạn? Dạ, phần đông ở đấy là những sinh viên học tập tại Huế. Thì ở Huế thì bọn em có hội đồng hương sinh viên ở Huế, thì bọn em sẽ thông báo mọi người và mọi người sẽ tập trung nhau lại và hội họp lại tại đây, bởi vì là từ rất nhiều trường để tập trung lại đấy chứ không phải là một trường. Toàn đội đã cố gắng hết sức, thì bọn em cũng thật ra thì cũng có buồn, nhưng mà năng lực của đội đến đội bạn hay hơn thì mình chấp nhận, đều rất vui vẻ. Nhưng mà các em đã cố gắng hết sức thì bọn em vẫn luôn ủng hộ. Từ bắt đầu từ vòng loại thì bọn em đã kêu gọi trong hội sinh viên á, mỗi trường đã có một trang riêng để kêu gọi, đầu tiên là kêu gọi trên Facebook, sau để tổ chức để có một màu sắc riêng, thì các bạn là đông lòng để mặc áo vào, mới có các bạn cũng hiểu rồi.